Rồi, hello chào các bạn ạ. Để ngày nay Linh Bác có cái tin gì hay chia sẻ với các bạn ạ. Ngày nay mình chia sẻ với các bạn một bài nói về bất động sản. Hôm nay lên trang báo Tiền Phong có đăng một cái bài rất là hay các bạn. Đó là cầu Trần Hưng Đạo chưa duyệt, cò đất đã rầm rộ thổi giá ăn theo. các bạn thấy không? Các ngày gần đây báo chí như các bạn biết là người ta đang nói rất là nhiều về kiến trúc của cầu Trần Hưng Đạo. Thì cách đây mấy ngày mình đã có một cái bài chia sẻ các bạn đó. Thì vài ngày hôm sau mình thấy rất là nhiều báo người ta phỏng vấn rất là nhiều kiến trúc sư nữa, chứ không phải riêng những người tham gia trong cái buổi hội thảo đó đâu các bạn ạ. Thì sau đó cái anh mà giám đốc của công ty thiết kế nó cũng lên phân trần phân bua. Nói chung là chuyện cây cầu Trần Hưng Đạo này là báo chí đang rất là nhiều. Nói tóm lại, trong khi chúng ta đang cãi cọ nhau thì ở ngoài kia thì đất nó rầm rầm nó tăng giá. Đó, câu chuyện nó nằm ở đó các bạn ạ. Anh nghĩ là trong hậu trường là chúng ta cãi nhau nhưng mà ngồi đó là đất nó tan rồi, vui lắm các bạn ạ. Nên lòng đất cát nó là như vậy đó các bạn. Có khi một cái quy hoạch, một con đường, một cây cầu, là một khu đô thị, một cái dự án du lịch gì đó, có khi là các vị lãnh đạo đang ngồi bàn tính vẽ vời ở trong đây là ngồi kia là bắt đầu xôn xao. Dù Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định đến nay vẫn chưa chốt phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo, nhưng giới đầu cơ môi giới nhà đất đang rầm rộ đãi sáng giá nhà đất xung quanh khu vực nơi dự kiến có cây cầu đi qua. Thực tế ra mày nói là những cây cầu này là đã được duyệt rồi các bạn, đã lên phương án ấy trang rồi, vấn đề là câu chuyện bàn kiến trúc thôi, cho quy hoạch đã có sẵn rồi. Thì các bạn hãy tưởng tượng từ khi mà cây cầu hoặc là con đường nằm trong quy hoạch là đã được công bố rồi, cho đến cái thời điểm ra cái kiến trúc này là mất mấy năm, thì mấy năm đó là đất đã tăng giá rồi, chứ không phải là chờ đến khi bàn kiến trúc cây cầu này là đất đã tan đâu các bạn. Nó tan có khi là cũng đâu ba lần rồi đó. Đất cát thì như các bạn biết là cứ có tin là ảnh nhồi thêm vài giá nữa. Có khi giá bây giờ hắn là bàn với cái giá mà cái cào đã sai xong rồi đó. Các bạn hãy tưởng tượng là như thế. Thị trường nhà đất khu vực xung quanh các trục đường lớn như Cổ Linh, Hồng Tiến, quận Long Biên, khu vực giao cắt với vị trí dự kiến của cầu Trần Hưng Đạo trở nên sôi động với nhiều thông tin mua bán. Theo khảo sát của phóng viên, trên các website, các hội nhóm rao bán nhà đất, lượng tin rao nhà bán ở khu vực đường Hồng Tiến, Cổ Linh có sự gia tăng mạnh vài ngày gần đây. Thì đúng là có tin tốt là nó sẽ rầm rộ lên. Điển hình là một lô đất có sổ đỏ rộng 473 m², mặt tiền 20 m² ở phố Hồng Tiến được rao bán với giá là 97 tỷ đồng, tương đương 205 triệu đồng một mét vuông. Đó, các bạn thấy đất Hà Nội không có miếng mua rẻ ra, 97 tỷ đồng, mấy triệu đô la. Nói tóm là các bạn để ý, khi mà bắt cây cào qua là thường thường có vùng nào hưởng lợi là cái vùng đó tăng giá mạnh hơn. Ví dụ như từ quận mà bắt cái cào ở bên kia là một cái huyện á, thì đất bên huyện bên kia nó sẽ cao hơn, cái biên tăng giá nó sẽ cao hơn ở bên này. Còn vì ở bên kia là vùng trũng, các bạn hãy tưởng tượng là như vậy, nước nó luôn luôn chảy về chỗ trũng. Trong khi ô đất thổ cư 42 m² khác được giới thiệu ngay ngã ba mặt phố Hồng Tiến gần cầu Trương Dương và cầu Trần Hưng Đạo sắp tới vừa được rao bán với giá là 10 tỷ đồng, tương đương 238 triệu đồng một mét vuông. Chỉ 42 mét vuông mà đã 10 tỷ. Các bạn thấy một cái lô gấp giá ngắt ngay luôn. Trong khi hồi cuối năm 2009, một ô đất tương tự diện tích 42 mét vuông ở phố Hồng Tiến, cũng ở vị trí gần khu vực cầu Trần Hưng Đạo, dự kiến xây dựng được rao bán với giá là 7,82 tỷ đồng. Có nghĩa là 2 năm sau nó tăng thêm 2 tỷ nữa. Thì nôm na là các bạn biết con số nó là như vậy đó. Cứ mỗi năm tăng lên 1 tỷ.
Các bạn thấy chỉ 42 vùng thôi mà các bạn đã thấy nó tàn giá như thế nào. Có thể thấy giá đất hiện tại mặt đường Cổ Linh gần dự án cầu Trần Hưng Đạo chào bán với giá từ 150 đến 250 triệu đồng. Còn giá trong ngõ bình quân từ 70 đến 80 triệu đồng. À, các bạn thấy giá. Đó là cái vị trí xây dựng cầu Trần Hưng Đạo đấy các bạn. Một vị trí theo mình rất là đẹp đó. Đây là có những cái nguyên cả một cái đoạn đi là cầu đã bắc qua các bạn ha. Đoạn này nó giống như cái vị trí của thành phố Đà Nẵng mình đấy các bạn ạ. Ví dụ ở đây là cầu Long Biên giống như cái cầu Sông Hàn đó. Còn cái cầu này là nó giống như cầu Rồng của mình đó. Còn cái cầu Vĩnh Tuy này là nó giống như cầu Trần Địa Lý. Các bạn hãy tưởng tượng là như vậy. Chỗ này nó có một cái cầu nó giống như cái cầu Tiên Sơn, ví dụ như vậy. Nguyên đoạn này nó rất là giống thành phố Đà Nẵng mình. Cẩn trọng vì giá đất đã đạt đỉnh. Theo các chuyên gia, chuyện các dự án làm cầu làm đường mở đến đâu, bất động sản sốc đến đó thực trạng nhiều năm nay. Và nhiều nhà đầu tư nhờ đón sóng từ những chính sách xây dựng hạ tầng đã trúng đậm. Tuy nhiên ngược lại, hiện nay có một số dự án hạ tầng đến khi khởi công hoặc khánh thành lại không tạo giá cao như nhà đầu tư mong muốn. Vì sao lại có một chuyện ngược đời như vậy? Là vì sao các bạn biết không? Là vì trước đó khi mà ra những cái thông tin như thế này á, là cái giá nó đã phản ảnh vào trong bất động sản của các bạn đang mua rồi. Có nghĩa là cái giá của chúng ta nó đi trước cách đó là mấy năm rồi. Cho nên khi chúng ta mua miếng đất xong, cái cầu nó khởi công, nó hoàn thành, có khi nó tan lên một chút nữa thôi. Các bạn hiểu là như vậy. Tại vì giá nó đã đỉnh rồi. Cho nên mình nói có khi là mua cái đoạn âm u này, cái đoạn mà cầu mơ hồ này là ăn còn sướng hơn mấy cái anh mà chờ cầu nó sao. Cầu nó sang rồi nó tan thêm cỡ 10-15% nữa thôi, chứ không có nhiều đâu. Nó phản ảnh vào giá trơn rồi. Nó bạn đi đầu tư mấy cái cào này là ăn nhau là ăn cái đoạn mà u minh đây các bạn nè. Mấy cái đoạn mà công bố quy hoạch rồi, công bố phê duyệt dự án, mấy cái đoạn nó mới kiếm ăn được. Còn mọi khi nó rõ ràng đau đáy, cào nó sai sao nó bác qua, có khi giá nó đặt đỉnh rồi các bạn. Bởi thực tế thời gian chuẩn bị rất lâu, đến khi chính thức mọi giá trị gia tăng, trong đó có cả giá kỳ vọng, đều được cơn sốt trước đó cộng hết vào rồi. Giống như cái ý nãy mình chia sẻ với các bạn đó. Lên cỡ 4-5 cơn sốt như vậy thì nó cộng hết vào trong cái giá rồi. Thực tế đã cho thấy rất nhiều nhà đầu tư bị chôn vốn, thậm chí lỗ lớn vì tình trạng đầu tư ăn theo hạ tầng. Đầu tư ăn theo trừ trường hợp nào là bị cái dự án nó kéo dài ra. Ví dụ như thay vì dự kiến 3 năm người ta làm, bây giờ nó kéo dài ra 10 năm mà mua trúng cái đỉnh thì đúng là trong vốn. Hoặc là thay đổi quy hoạch. Thay đổi quy hoạch nó bạn chết đậm luôn á. Chơi dự kiến sai cái cào đó mà cái hủy cái cào đó là thôi. Mấy anh đầu tư mua đó chết đứng luôn á. Này các bạn này, bài học gần đây nhất là khi Hà Nội công bố thông tin về 10 cây cầu bắc qua sông Hồng, đất đai bất động sản khu vực các cây cầu dự định đi qua bị giới đầu cơ đồn thổi dẫn đến giá đất tăng vọt. Thậm chí trong cơn sốc đất hầu quý 1 năm 2021, giá đất ở một số khu vực huyện nội thành có cầu đi qua còn cao hơn nhiều lần so với giá đất nội thành. Các bạn thấy dễ sợ. Đất nội thành là hôm nay anh bỏ hoàng banh luôn. Nó bạn lẫn đi bằng tinh lửa, đất nội thành là ổn định rồi. Tuy nhiên khi Hà Nội công bố dừng 82 dự án theo hợp đồng xây dựng chuyển giao BT, bao gồm một số dự án trong 10 cây cầu kể trên, nhiều nhà đầu tư vỡ mộng vì trốt ăn theo hạ tầng giao thông. Đó thì cái cảnh nào mình nói với bạn đó. Nói gì anh ôm vô cho lắm rồi cuối cùng là không thả ra kịp là coi như là chìm vào đó liền các bạn. Đối với dự án cầu Trần Hưng Đạo, một số chuyên gia bất động sản cho rằng mặc dù cầu có ý nghĩa lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội và hạ tầng khu vực phía đông Hà Nội được đặc biệt kỳ vọng góp phần giãn dân khu vực phố cổ Hoàng Kiếm để khắc phục tình trạng quá tải hạ tầng xã hội và kỹ thuật nhằm bảo tồn, tôn tạo khu vực phố cổ,
Tuy nhiên với thị trường bất động sản thì cào sẽ không tác động nhiều quá. Bởi thực tế khu vực Long Biên nhìn chung hạ tầng đã hoàn thiện và giá bất động sản cũng đang ở ngưỡng cao so với mặt bằng chung. Bởi cách đây vài năm, ngay cả khi có quy hoạch 10 cây cầu vượt sông Hầm, bao gồm cả cây cầu Trần Hưng Đạo, thì thị trường bất động sản khu vực Long Biên đã bị giới đầu cơ tạo sóng để nâng giá lên gần với mức đỉnh. Đó, thì qua cái bài này các bạn thấy đi đầu tư những cái cơn sóng này là rất là nguy hiểm các bạn. Trừ trường hợp các bạn vào ngay từ đầu á, hoặc là ít nhất là cũng có đoạn dư giữa một tí thì còn có cơ hội. Chứ đúng là thời điểm này vào rất là nguy hiểm các bạn, tại vì cái giá đã lên rất là cao rồi, cao khiếp lắm các bạn. Ở Hà Nội như bạn biết là nguồn tiền lớn nữa. Thủ đô như các bạn biết rồi, ở đâu mà có cào, có đường, có quy hoạch là nói các bạn giá nó tan khiếp đó. Nó phản ảnh trước cái giá ít nhất phải 10 năm. Như vậy thì chúng ta mua mà trúng cái đỉnh là nguy cơ trong vốn. Trừ trường hợp thành phố mà phê duyệt dự án nhanh đầu tư, nhanh chừng nào là chúng ta ra hàng nhanh trong đó, gỡ gạt lại. Chứ còn 10 năm mà chơi kéo dài tới 20 năm thì rõ ràng cái đồng tiền của chúng ta trông nó quá lao. Đó, các bạn đầu tư thì phải nghiên cứu thôi, còn không thì lướt sóng, kiếm được cái mối nào thơm thơm xuống cạp, chấp nhận chơi là phải chấp nhận chịu. Bây giờ mình xuống cạp, một cái là mình kiếm cái mối nào vào là mình chuyển hạ liền, còn không là bỏ cạp. Đó, chơi là phải chấp nhận như thế đấy. Chứ còn bây giờ các bạn xuống cả mấy chục tỷ này, biết bây giờ mà bán cho ra được hàng. Tại vì cái cào này mà nó xây dựng lên thì thị trường mới sôi động, thì lúc đó mới đãi được cái món hàng mấy chục tỷ này đây được. Chứ không là phê duyệt sao rồi cái bây giờ kinh tế khó khăn quá, dành những cái nguồn lực khác để phát triển kinh tế, hoặc là đầu tư những dự án khác là nhốt ở đây nhốt bạn thêm vài năm nữa là mấy chục tỷ của bạn nằm cứng đó luôn. Tại vì mấy mươi tỷ nó bạn là bạn xoay sở rất là nhiều cái vị trí, rất là nhiều nơi nữa. Bây giờ lô đất 200 m² mà cọc các bạn trong đó 50-60 tỷ, ví dụ tính ra cái giá mặt bằng bây giờ là 200 triệu 1 m² là các bạn tính đi, có phải một miếng đất 100 m² là 20 tỷ không? 200 m² là có phải là 40 tỷ không? Các bạn thả vô đó 40 tỷ, dự án này nó rề rề, nó kéo dài cỡ 5 năm, 10 năm là cọc cứng ngắc luôn. Tại vì đất nó không tan nữa, nó không có gì chuyển biến là đất nó không có tan. Trong khi số tiền đó các bạn có thể đánh đông dẹp bát, nên cái đoạn này lướt được cái gì thì lướt, chứ còn vào tiền xuống tiền là rất là có nguy cơ bị trong vốn. Trường hợp vào tiền là với điều kiện là các bạn mua ngay từ đầu á, hoặc là mới chấm chớm lên, hoặc là nó chưa phản ảnh vào giá lắm, thì chấp nhận chúng ta xuống đó chúng ta để luôn. Ví dụ như thay vì 40 tỷ thì lúc chúng ta vào nó chỉ là 20 tỷ thôi là chấp nhận, để luôn 10 năm cũng được. 10 năm sau là nó sẽ bình quân lại là cái giá, tỷ lệ các bạn cũng rất là cao. Nhưng bây giờ 40 tỷ là một câu chuyện rất là khó đó. Mình nghĩ rằng Hà Nội sắp tới có những thay đổi rất là mạnh mẽ về hạ tầng, cho nên đất cát ở Hà Nội mình nghĩ chu kỳ sắp tới nó còn nhiều cơn sốt nữa các bạn. Vì Hà Nội hiện bây giờ nói các bạn là đang bàn bạc nhau để phê duyệt quy hoạch ven sông Hồng. Các bạn nhìn trên bản đồ là các bạn thấy là ven sông Hồng hiện bây giờ là chỉ là những cánh đồng ruộng lúa thôi, các bạn thấy không? Nhưng mà những cái đô thị hiện đại là bây giờ là người ta phải tận dụng những cái mặt sông như thế này các bạn ạ. Có nghĩa là trước đó chúng ta là nền nông nghiệp lúa nước, tận dụng những cái đất ven sông này là chúng ta trồng lúa nước hay là làm nông nghiệp, tóm lại là như vậy. Nhưng mà bây giờ như bạn biết là nó không còn hiệu quả cao nữa, nó không phát huy được cái sức mạnh của dòng sông này. Cho nên các bạn để ý những thành phố hiện đại bây giờ, cái đoạn mà đi vào trung tâm thành phố là người ta phải kè
Và những cái nhà mà thay vì đưa cái lưng ra sông là bây giờ phải xoay lại 180 độ, có nghĩa là phải đưa cái mặt ra sông. Còn hai bên bờ sông đó là làm quy hoạch những cái con đường. Cái hướng thế giới người ta đã đi như vậy rồi, mình nghĩ là sắp tới Hà Nội cũng đi theo cái hướng như vậy, phải đưa cái mặt ra bờ sông. Mà nói các bạn, tới cái khi mà quy hoạch tới cái mức như vậy là những cái con đường ven sông của Hà Nội đó, cái mặt mà hướng ra sông đó, mình nói các bạn là siêu đắt. Lúc đó đất phố cổ có khi là không ăn thua các bạn. Mình cho các bạn thấy một số hình ảnh của Đà Nẵng cũ ngày xưa là các bạn sẽ tưởng tượng là Hà Nội vài năm tới nó sẽ như thế nào. Đây, mình chia sẻ với các bạn một số hình ảnh về Đà Nẵng xưa của mình đây các bạn này. Đây, ở bên đây là quận Hải Châu các bạn biết không? Ở quận Hải Châu thì các bạn nhìn thấy phố xá nó rất là đẹp. Nhưng mà ở bên kia sông Hàn là các bạn nhìn thấy này, đó, những cái nhà chùa như thế này đây. Hồi xưa là có nhất phà đi như thế này các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nhìn cái ở bên bờ đông sông Hàn mình ngày xưa nó là như vậy đó các bạn này. Đó, đưa cái mặt ra sông các bạn thấy không? Rất là nhớp nhát, cực kỳ nhớp nhát, rất là xáo xí các bạn. Đây, bờ đông sông Hàn các bạn nhìn qua bên đây này, thấy không? Chỉ cách đây mười mấy năm thôi chứ đâu có xa đâu, đâu có xa đâu mà các bạn thấy không? Đây, bờ đông sông Hàn của mình đây các bạn này. Đó, cảnh y như vậy cũng không khác gì đâu các bạn. Nào, bây giờ các bạn nhìn lại thử mọi thứ nó thay đổi như thế nào. Nhưng mà bây giờ các bạn hãy nhìn lại bên bờ đông sông Hàn, giờ nhìn lại các bạn thấy cái sự thay đổi không? Đó, ngày trước nó là như thế này nhưng mà bây giờ các bạn nhìn thử có còn nhìn ra những nhà chùa nữa không? Cái cầu sông Hàn nó bắc qua rồi, trên đây là có thêm một vài cái cầu nữa, là các bạn thấy toàn bộ cái vùng đất bên đây nó phát triển một cách vô cùng mạnh mẽ. Mà nói các bạn, đất dọc con đường này á là nó đắt còn hơn cái bên đây chứ không rẻ đâu các bạn ạ. Đất trung tâm của thành phố hiện bây giờ nó không đắt bằng đất hai bên cái bờ sông này đâu. Đất hai bên bờ sông này mình nói các bạn là thuộc lộ là siêu đắt rồi. Thì các bạn bây giờ các bạn nhìn là Hà Nội á, nhìn thì lũ lũ lấp như thế này á, mà nếu như phóng những cái con đường ven sông, làm những cái con đường ven sông này, mình nói các bạn là đất hai bên đường nó rất đắt các bạn, đắt kinh khủng luôn đó. Đây, thành phố Hà Nội thì các bạn nhìn đã, các bạn sẽ thấy nè. Đó, Hà Nội như các bạn biết là hiện bây giờ là dọc bên đây là toàn là những cánh đồng hết đúng không? Đó, cầu Long Biên, cầu Dương Dương, dự kiến cái cầu Trần Hưng Đạo thì bắc qua đoạn chỗ này. Đây là cầu Vĩnh Tuy rồi. Các bạn chỉ cần mà phóng những con đường ven sông này các bạn này. Đây, những con đường ven sông này á, là toàn bộ thành phố Hà Nội này nó sẽ khác hẳn liền các bạn. Nó sẽ lung linh huyền ảo. Tất nhiên sẽ làm từng đoạn một. Sông Hồng như các bạn biết là một con sông rất là lớn, tới cái mùa nước lũ về là nó tràn tất cả lên hai bờ này. Cho nên cái việc mà xây kè như thế nào là cả một câu chuyện rất là lớn, chứ không phải nhìn là sai là sai được đâu. Trên tờ báo Công Thương mình thấy có một cái bài rất là hay các bạn này. Cần sớm hiện thực hóa giấc mơ đô thị ven sông Hồng. Với việc thành phố Hà Nội đang rất quyết tâm này lập quy hoạch đô thị ven sông Hồng, tôi tin sau khi công bố quy hoạch này sẽ là một trong những động lực để thu hút đầu tư, hình thành nên những chuỗi đô thị hiện đại bền vững, để Hà Nội sẽ sớm có tên trong danh sách là những thành phố đáng sống nhất ở khu vực và trên cả thế giới. Đó, thành phố ven sông. Mình nghĩ là thành phố Hà Nội có một con sông Hồng rất đẹp các bạn. Bây giờ chúng ta phải có cách chế ngự thiên nhiên thôi, phải biến nơi đây thành những cái đô thị thuộc loại hiện đại, xếp vào loại bậc nhất thế giới. Đồ án sông Hồng xác định quỹ đất là lên đến 11.000 hectare. Các bạn thấy không? Phê duyệt dự án không thể chậm trễ hơn nữa. Hà Nội đã có rất nhiều dự án đưa ra bàn bạc xem xét nhiều lần, thậm chí đưa vào thí điểm nhưng chưa thực hiện được. Mỗi lần chúng ta ban khoan thì dự án bị dừng lại. Trong khi đó, số lượng dân ngồi bãi sông Hồng đang tăng lên. Khi chúng ta chờ sửa đổi quy hoạch, nguồn lực sẽ bị hạn hẹp đi mỗi lần như vậy. Người ta lo là có lý do các bạn. Tại vì dân số càng ngày càng đông, đến khi mà nó ở đông dài như vậy là cái việc chúng ta giải tỏa là vô cùng khó.
Ở Đông Dài nó các bạn là đền bù khó lắm. Giống như ở Đà Nẵng nó các bạn là nghe thông tin quy hoạch đã đau là ở đó dân người ta đã xây lạo rồi. Bây giờ chỉ có vài chục ngàn dân thì chúng ta giải tỏa được, về đó ở cỡ 10 năm sau cũng lên cả 100 ngàn dân thôi chịu. Không thể quy hoạch nổi nữa các bạn. Cho nên là chúng ta phải có những cái giải pháp mà làm nhanh lên, chứ ngồi đó bàn tới bàn lui chưa ra cái việc gì. Một là đất nó tăng giá, mà nó tăng nhiều đến nỗi là đền bù giải tỏa cũng không có nổi luôn các bạn. Mỗi một năm như vậy đồng tiền mất giá, như các bạn biết đó, 5 năm 10 năm đồng tiền nó còn nhỏ xíu như vậy. Nguồn lực của chúng ta đền bù giải tỏa là con số rất là lớn nữa. Cho nên quy hoạch chúng ta là phải phải làm khẩn trương, bàn gì bàn rồi thì phải chốt cái phương án, chứ không là bàn 5 năm rồi 10 năm 15 20 năm là có khi quay trở lại mọi thứ nó biến dạng hết rồi. Lúc đó số tiền bỏ ra để đầu tư rất là cao, trong khi đất nó tiếp tục nó xấu, thì mỗi lần chúng ta bàn là đã xấu, cuối cùng không được lợi cho xã hội. Rồi ngày nay mình có một cái bài nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Bye bye chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye chào các bạn.